Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục phần 3 của series Dòng quanh đường phố Sài Gòn năm 2019. Trước mặt chúng ta là giao lộ Đồng Khởi và Lê Thánh Tôn. Phía bên tay trái chúng ta là trung tâm thương mại Besson. Phía bên tay phải trước mặt chúng ta đó là trung tâm thương mại Vincom Bay Center. Trung tâm thương mại Vincom Bay này đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp. Phía bên tay trái trước mặt chúng ta đó là nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại nhà hát này đang có một cái tổ chức một sự kiện làm lễ tốt nghiệp cho các em sinh viên. Phía bên tay phải là cái tuyến đường metro tàu điện ngầm của thành phố Hồ Chí Minh đang thi công. Điểm đầu của tuyến đường Đồng Khởi này là đi thẳng ra bến Bạch Đằng, và nó đồng đường Đồng Khởi này nó sẽ chạy song song với đường đi bộ Nguyễn Huệ, hay còn gọi là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là tuyến phố đi bộ đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường Đồng Khởi này được mệnh danh là một tuyến đường đắt đỏ và có cái thương mại sầm uất nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Tập trung các nhiều cái trung tâm thương mại, các nhà hàng và khách sạn lớn tại thành phố Hồ Chí Minh này. Hiện tại thì chúng ta đang rẽ tay trái đi vào tuyến đường Ngô Đức Kế. Tuyến đường này nối thẳng ra vòng xoay ngay chỗ tượng đài của ông Trần Hưng Đạo. Đây là một trong những cái vòng xoay có cái mật độ lưu thông lớn và có một điểm nhấn rất là đẹp cho cảnh quan thành phố Hồ Chí Minh. Ở phía mặt trước của cái tượng đài nhìn ra bên ra sông Sài Gòn thì là bến tàu thủy nội địa, gọi là bến tàu buýt đường sông của thành phố Hồ Chí Minh đấy, bên tay phải quý vị đó, nó là bến buýt đường sông. Đây là tượng đài của ông Trần Hưng Đạo. Nếu đi thẳng tuyến đường này thì sẽ đi ra khu A Son. Phía bên tay phải trước mặt chúng ta đó là khách sạn Majestic. Đây là một trong những khách sạn lâu năm nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, 5 sao. Đối diện khách sạn Majestic này là bến tàu cánh ngầm. Bến tàu này là bến tàu cao tốc đi Bà Rịa Vũng Tàu.
Tiếp tục chạy thẳng con đường này, chúng ta sẽ đi qua cầu Khánh Hội về phía quận 4. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ rẽ tay phải vào trong tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là một tuyến phố đi bộ đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, và nơi đây là thường xuyên tổ chức các cái chương trình lễ hội, ca múa nhạc, hoặc là những cái hội lễ hội hoa hàng năm vào dịp Tết của thành phố Hồ Chí Minh thường tổ chức tại đây. Đây cũng là một trong những cái điểm nhấn du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh và một nơi tham quan của nhiều du khách khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Nơi này mà về đêm thì rất là nhộn nhịp. Chúng ta đang hướng về hướng của tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước tòa nhà Ủy ban thì đã là vườn hoa và tượng đài Bác Hồ. Đây là một trong những điểm tham quan và check-in của các bạn và khách du lịch khi đến với thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà Ủy ban này là tòa nhà cổ được xây dựng từ thời Pháp. Hiện tại chúng ta đang lưu thông trên tuyến đường Lê Thánh Tôn. Đường Lê Thánh Tôn này chạy về phía sau lưng của chợ Bến Thành. Hiện tại thì khu vực mặt phía trước của chợ Bến Thành thì đang thi công. Thế cho nên rằng là cũng rất là bề bộn cho công trường thi công cái tuyến metro đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Trước mặt chúng ta bên tay trái đó là mặt sau của chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành chắc có lẽ là các bạn có rất là nhiều kỷ niệm với nơi này. Hiện tại chúng ta đang hướng về giao lộ Lê Thánh Tôn và Phạm Hồng Thái. Phía trước mặt, tòa nhà cao cao phía trước mặt của chúng ta đó là khách sạn Newark Hotel. Khách sạn Newark này là một trong những khách sạn 5 sao đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đang đi trên đường Phạm Hồng Thái. Hiện tại cái thời điểm chúng ta đang lưu thông này là chỉ khoảng tầm gần 4 giờ chiều. Nhưng mà mật độ lưu thông tại cái tuyến đường này rất là đông. Đây là một trong những điểm nóng giao thông và hay kẹt xe nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là tại trung tâm quận nhất.
cho nên là nếu các bạn mà có về thăm quê hương hoặc là có đi du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng hạn chế ở trong khu vực này, vì nơi đây là rất dễ kẹt xe, đi lại rất là bất tiện. Mặc dù là khu vực này rất là đông khách sạn và nhà nghỉ. Phía trước mặt của chúng ta đó là ngã sáu Phù Đổng. Đây là một cái ngã sáu cũng khá là nổi tiếng. Phía trên này có cái tượng đài của ông Thánh Gióng. Nổi tiếng vì nơi đây là giao điểm của các tuyến đường lớn và nổi tiếng vì bây giờ là điểm đen của các xe tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phía bên tay phải chúng ta là đường Cách Mạng Tháng 8 và chúng ta đang hướng về vào đường Lê Thị Riêng. Tuyến đường Lê Thị Riêng này nó cũng có nhiều cái kỷ niệm với rất là nhiều người, và hiện nay tuyến đường này thì là đường một chiều. Ở trên tuyến đường này có một cái tiệm bánh mì tên là Bình Hoa, cũng rất là đông khách. Phía trước mặt chúng ta là giao lộ Lê Thị Riêng và Bùi Thị Xuân. Nếu quý vị đã từng đến với Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc có lẽ là đây là một trong những tuyến đường mà quý vị đã từng đi qua đây. Tại vì trên tuyến đường này nó có rất nhiều cái nơi để giải trí. Hiện tại thì chúng ta đang dừng tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư Bùi Thị Xuân và Tôn Thất Tùng. Phía trước mặt bên tay trái của chúng ta là Bệnh viện Quốc tế Sài Gòn. Phía bên tay trái cái bên ngân hàng này là trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân. Ngôi trường này nó cũng là một trong những nơi gắn liền với rất nhiều thế hệ của người Sài Gòn xưa. Và chắc chắn bây giờ các bạn đã đi xa thì cũng có lẽ là cũng có nhiều kỷ niệm với ngôi trường này. Chúng ta đang tiến về cái giao lộ Cống Quỳnh và Bùi Thị Xuân. Trước mặt chúng ta bên tay trái tòa nhà màu xanh đó. Hai bên luôn có cái cầu đi bộ bắc ngang qua nối hai bên đó là Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những cái bệnh viện phụ sản lớn nhất khu vực Nam Bộ. Hiện tại thì Bệnh viện Phụ sản Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng và mở rộng hết toàn bộ khuôn viên của bệnh viện để nhằm đáp ứng cái nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và có cái vùng lân cận. Hầu như là tất cả các phòng khoa của bệnh viện này đều là quá tải, đang trong tình trạng là quá tải, không đáp ứng nổi cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan về sinh sản và chăm sóc bà mẹ và trẻ em sau khi sinh, trước và sau khi sinh.
phần 3 của cái chương trình Vòng quanh đường phố Sài Gòn chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo ở video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.